Khi bạn quá trẻ nhưng đã phải làm mẹ, Hòa Minh Di ngủ chưa say đến nỗi để bé Bo lăn lông lốc dưới sàn nhà cũng không biết. What the hell? Công bố kiểu. Thế nên mọi người giờ phải làm mẹ làm bố nhắc mấy lần đã rồi hẵng làm chính thức. Quá chuẩn luôn. Chị Hòa kiểu, mẹ con thế thôi, bao giờ tỉnh ngủ mẹ con tiếp. Không biết sau này vợ mình sao nữa, nhìn cái cảnh nó chán. Phụ nữ trở nên chín chắn hơn khi họ làm mẹ. Tôi, nằm đợi mẹ xíu, đang cãi lộn với con này trên Facebook. Làm mẹ bắt tam thôi, phun tam mệt lắm. Mình nằm trong danh sách các tỉnh có thể được sắp nhập theo đề xuất. Giả sử điều đó thành sự thật, có khi nào chúng ta có tỉnh Bình Yên không? Nếu Thái Bình sắp nhập với Hải Dương thì thành Thái Bình Dương à? Mình định Hưng Yên Hòa Bình, Bình Hưng Hòa. Giả sử Quảng Bình sắp nhập với Hà Tĩnh bằng tỉnh Bình Tĩnh. Thành phố Pleiku cộng Đắk Lắk và Kon Tum bằng Lắk Kon Ka chấm 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 à mà thôi. À đâu. Chứ không phải là Hưng Bình Yên Thái, gái rất xinh à. Rồi bánh cái kết hợp với nhãn lồng bằng cái lồng. Cần Thơ cộng Tiền Giang bằng Cần Tiền. Wow. Nếu ba tỉnh Bình Định, Hưng Yên, Hòa Bình sắp nhập lại thành Bình Hưng Hòa thì x2 Bình Yên. Rồi Sơn Tòng sẽ ở Hưng Yên và bánh cấy sẽ có nhân một nhãn. Lần đầu hẹn hò thấy anh người yêu vẫn xài điện thoại vỡ màn hình, cô gái đề nghị cưới luôn, đàn ông tốt thường sống rất giản dị. Vì tương lai hai đứa mình, không hào nhoáng sang chảnh, đúng gu em rồi. Tôi biết có nhiều bạn trẻ cũng đang đọc bài này bằng một chiếc điện thoại vỡ màn hình. Tôi cũng tiết kiệm vì tương lai nhưng người yêu tôi lại không hiểu. Chưa chắc đâu em, đàn ông nghèo sống cũng giản dị lắm. Ở một diễn biến khác buồn, giờ vẫn dùng iPhone 11, chàng trai bị người yêu chia tay vì lỗi thời, không bắt kịp với công nghệ. Anh có biết là 2 tháng nữa ra iPhone 13 luôn rồi không? Hả? Rồi rồi, tôi biết có những người đang đọc bài này trên iPhone 6, 7, 8. Tôi không thể đập vỡ chiếc iPhone 12 Pro Max được thiết kế riêng với lớp mạ vàng chủ đạo, viền được ốp kim cương cùng logo được đính ruby đỏ của mình chỉ vì cái lý do vớ vẩn như thế được. Hên quá điện thoại mình vẫn lành lặn. Lần đầu tiên thấy giọt nước mắt của người yêu cũng là lần đầu tiên thấy anh khóc vì mình. Không biết tương lai ra sao, nhưng hiện tại cảm thấy đã chọn đúng người. Đơn giản cảm thấy đủ là đủ. Oh my God. Sao anh lại khóc? Vì anh nhớ em. Lịch thi lại, danh sách nợ môn 1, 2. Em chưa thấy thằng người yêu cũ của anh, sống chung 5 năm, cứ nó đi ngủ với người khác anh phát hiện là nó khóc. Vòng tuần hoàn như vậy khoảng 30 lần nó vẫn khóc được nhé em. Anh học một khóa diễn xuất nhưng anh thua nó ở chỗ đấy. Miếm thích vừa thích củ tỏi không có nghĩa là nó thích tỏi. Người ta tốt với mình không có nghĩa là người ta thích mình, cho nên chớ vội ảo tưởng. Ở trên hay khóc ở dưới, cảm giác thỏa mãn nhất là được ngồi đọc sách. Trời ghê chưa. Mỗi lần muốn khóc thì chỉ cần một tuýp mù tạt là có thể khóc tu tu luôn rồi. Bạn trẻ này ngây thơ quá, xứng đáng có được mình.
đàn ông khóc là khi họ cảm thấy quá bất lực và họ sẽ chỉ khóc trong một hoàn cảnh duy nhất trong đời, lúc thái hành. Đàn ông chúng tôi chỉ rơi nước mắt khi khóc thôi nhé. 10 năm bên nhau, cặp đôi tiết lộ bí kíp yêu lâu mà không bị chán. Một tuần nhắn tin một lần, 3 tháng gặp nhau một lần. Nani? Phải thế chứ, đâu như mấy đứa tối ngày nhắn tin với người yêu, chia tay sớm thôi. Rất chuẩn, cần gì nhắn nhiều, qua mùa dịch này chắc nhiều cặp đôi chia tay vì không biết nói gì. Tuần nhắn tin một lần, nhắn 7 em một tuần thế thì làm sao mà chán được. Quá chuẩn luôn. Người ta bên nhau 3 năm bằng 10 năm anh chị bên nhau. Sau 3 năm không hợp người ta chia tay xong vẫn còn nhiều cơ hội. Còn lỡ sau 10 năm yêu không hợp rồi chia tay thì sợ còn cái mịt thui. Các bác cho em hỏi, tại sao lúc dựng cột điện, người ta lại dùng máy đóng xuống mà không phải là đào sẵn một cái lỗ rồi thả cột xuống cho nhanh nhỉ? Thế giờ bác thích chật hẹp để đóng vào hay thích người khác đục sẵn một cái lỗ rồi bác đóng vào? Hoa, hang hốc của chị rộng ghê. DM, cậu không phải lặp lại hai lần đâu. Tôi có nhắc lại đâu, tiếng vọng đấy chứ. Nhưng tôi thích cảm giác chật hẹp chứ không phải cảm giác nhiều người đục vào một cái lỗ. Oh my god, ân bờ lý bờ bồ. Cách để có một tình yêu đẹp. Quay lại với người yêu cũ. What? Phải chi mình có người yêu cũ là quay lại rồi. Thay vì yêu đương thì tôi nghĩ mình nên đi ngủ. Yêu chân thành nhiều người một lúc. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Cũng tính vậy, nhưng sợ chồng người ta ghen. Hiểu kiểu gì? Chúc mừng bạn Thành Thanh đã có câu trả lời đúng chưa chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ. Ngoài ra top 10 bạn sau, Hai Nguyên, Cùng Trần ở Khánh Hòa, Ken DJ, quê hương tôi, Duyên Ami, Hoa Trương, Gamer Lâm Phan, Shinichi Akiyama, Leo Au, Thuận Sáo, cũng có câu trả lời đúng nhé. Còn đây là câu hỏi phần này, điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.